Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Mù Căng Trải khóa 19 đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện lãnh chỉ đạo nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và triển khai hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, Ban tử vụ Ban chấp hành huyện ủy Mù Căng Trải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đô đốc các cơ quan đơn vị địa phương, thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Đặc biệt, đã bám sát chỉ đạo của tỉnh diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, kỳ thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, tập trung cho sản xuất 1.851 ha vụ đông xuân, phòng chống đói rét cho đàn gia súc, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã Nậm Khắt, Búng Luông, Dế Sù Phình, La Pán Tần, Khao Mang, triển khai lập quy hoạch nông thôn mới các xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn. Trong 3 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt hơn 131 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 115 tỷ đồng. Nhân dịp này, huyện ủy Mù Căng Trải đã khen thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị năm 2021.